In-betweeners, sự khác biệt giữa đàn ông trưởng thành và trai chưa lớn. Muốn có câu trả lời, hãy thành thật với chính bản thân mình. Vậy in-betweener là gì? In-betweener chỉ một bộ phận nam thanh niên, chưa trưởng thành nhưng cũng không còn trẻ con nữa. Có thể xác của một người đàn ông, nhưng đôi khi cư xử nông nổi, có nhận thức nhưng chưa có kiến thức để làm đàn ông thực thụ. Định nghĩa này được lấy từ từ điển Urban Dictionary. Có thể coi trang web này là wiki của ngôn ngữ, nơi mà mọi người có thể đóng góp các định nghĩa. Có thể gọi đây là những chàng trai, giờ ông, giờ thằng hay những người bị mắc kẹt. Nam giới có nhiều đặc điểm chung, tuy nhiên cách tư duy và nhìn nhận thế giới của mỗi người lại khác nhau. Có người muốn thành người lớn ngay từ khi còn bé, có người trưởng thành rồi nhưng vẫn muốn làm một cậu bé. Điều này không khó để nhận ra. Ví dụ điển hình, có rất nhiều cậu đã biết bươn trải kiếm ăn ngay từ khi còn cắp sách vào giảng đường đại học. Có anh lại mãi mãi ở nhà ăn bám bố mẹ và chỉ đợi tụ tập chơi bời cho qua ngày tháng. Sự thật, dù bạn là nam, nữ hay bất cứ giới tính nào thì chúng ta đều phải trưởng thành. Điểm khác nhau là sớm hay muộn mà thôi. Đàn ông trưởng thành thường im thin thít, con trai lớn cho rằng cuộc sống này không công bằng. Cả đàn ông lẫn trai chưa lớn đều biết rằng cuộc sống này không công bằng. Tuy nhiên, quan điểm và cách nhìn nhận của hai bộ phận này lại rất khác nhau. Câu cửa miệng của trai chưa lớn là biết thế thì nói làm gì, hay con nhà giàu thì đã khác. Những chàng trai chưa đủ lớn luôn cảm thấy rằng cuộc sống này không công bằng. Dường như vật chất có thể quyết định gần hết niềm vui, nỗi buồn. Còn đàn ông thì sao? Họ thường im lặng, chỉ nói khi cần. Vì biết thừa cuộc sống này vốn chẳng công bằng, và có nói như thế nào đi chăng nữa thì thế giới này cũng chẳng có gì thay đổi. Dù xuất phát điểm của mỗi người không giống nhau, đàn ông luôn biết chấp nhận thực tế và cố gắng vươn lên. Đàn ông hành động, còn trai chưa lớn thích chứng tỏ. Trong chúng ta, ai cũng đã, đang và sẽ trải qua sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Muốn cho cả thế giới biết rằng người mình yêu là hot girl, được đi nhiều, biết nhiều, mua được những món đồ đắt tiền. Tất cả những thứ xịn xịn đó được khoe trên trang Facebook hoặc Instagram hay khi gặp ngoài đời. Nói chung là rất nhiều cậu choi choi, rất thích chứng tỏ bản thân, còn đàn ông thì ngược lại. Đàn ông thực thụ quan tâm đến những thứ mình muốn, tìm cách để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Họ không khoe ra mình còn bao nhiêu tiền trong ví, không lấy chuyện đã trải tình trường ra khoe chiến tích. Có thể thấy, đặc điểm dễ nhận ra nhất của đàn ông trưởng thành là sự âm thầm, làm mọi thứ anh ta muốn mà không hề phông bạt hay dàn nhạc sau lưng. Đàn ông chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, còn trai chưa lớn thì tìm cách đổ lỗi. Một sự khác biệt nữa giữa đàn ông và trai chưa lớn đó là biết cách nhận trách nhiệm. Đây là nhận trách nhiệm với chính mình, chứ không phải vì sợ hãi hay áp lực mà vơ hết lỗi lầm về cho bản thân. Làm sai, nhận sai rồi sau đó làm lại. Nếu hỏng việc của cá nhân mà chưa biết sai ở đâu, bạn là trai chưa lớn. Trai chưa lớn sẽ liệt kê ra tất cả sự việc, sự vật, con người có thể dính líu đến thất bại của mình. Đương nhiên, lỗi lầm sẽ được san sẻ mỗi nơi một chút. Quanh đi quẩn lại thì tôi không sai, nhưng những thứ quanh tôi có vấn đề. Tiếp theo, đàn ông luôn muốn học hỏi những gì mình còn thiếu sót, còn trai chưa lớn né tránh chúng. Thực tế, trai chưa lớn rất sợ làm sai, nói sai hay là chứng minh sai. Nói chung là sợ sai, sợ bị bắt lỗi. Họ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để chứng tỏ mình biết nhiều, hiểu nhiều và có cơ sở để cãi nếu xảy ra mâu thuẫn. Việc tìm hiểu, thu thập thông tin của trai chưa lớn không hề xấu. Trái lại, đây là một trong những bước nhỏ để chạm tới level đàn ông. Tuy nhiên, trai chưa lớn thường chỉ nhìn nhận vấn đề một cách chủ quan, phiến diện và thường với đũa cả nắm. Đàn ông lại khác, họ biết rằng mọi vấn đề đều có nhiều mặt, nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Tranh cãi để chứng minh mình đúng là thứ gì đó rất mất thời gian, có khi chẳng đem lại lợi ích gì. Thời gian đó đàn ông dùng để học hỏi, bổ sung những khiếm khuyết của bản thân. Và câu hỏi cuối cùng, bạn đã có đáp án cho riêng mình rồi đúng hay không? Trước khi thành một người đàn ông, anh chàng nào cũng từng là trai chưa lớn. Đây chỉ là một bước đệm để bạn làm đàn ông thực thụ trong tương lai. Tuy nhiên, nếu bạn cứ mặc kệ bản thân, chối bỏ thực tế rằng mình chưa lớn thì đó là lỗi của bạn. Lúc đó, đừng vò đấu bứt tai vì cuộc sống của mình cứ mãi không phát triển theo hướng tích cực. Cuối cùng, đa số phụ nữ không thích có quan hệ với đàn ông mãi không chịu lớn. Vậy hãy nghiêm túc một lần suy nghĩ về vấn đề này. Chúc bạn may mắn! Trên đây là bài viết về in-betweeners, sự khác biệt giữa đàn ông trưởng thành và trai chưa lớn. Hãy viết những bình luận của bạn về chủ đề này xuống bên dưới. Mình là Phương Smith, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.